Frank Lampard đập nát tuyến giữa cũ kỹ của Chelsea. Lampard đã dùng Jorginho cùng với Mateo Kovacic như hai tiền vệ mỏ neo, hoặc là Jorginho với N'Golo Kanté. Tôi có rất nhiều không gian để sáng tạo, được tự do hơn và có thể làm nhiều việc hơn. Tôi thích sự thay đổi này, tiền vệ người Italia nói. Huấn luyện viên Lampard thừa nhận đã bị ấn tượng bởi thái độ của Jorginho trong quá trình tập luyện trước mùa giải và sự linh hoạt của anh trong đội hình 4-2-3-1. Đưa Jorginho ra khỏi cái hố Salibon, Lampard hy vọng tiền vệ này sẽ chơi tự do, sáng tạo hơn, cung cấp những đường truyền dài cho tuyến trên, đồng thời hỗ trợ Kanté phòng ngự. Kanté đã phải vật lộn với chấn thương đầu gối từ trước trận chung kết Europa League hồi tháng 5 2019. Trong một mùa hè bị cấm chuyển nhượng, việc Kanté trở lại hoàn toàn khỏe mạnh trong vài tuần tới sẽ là một tin vui rất lớn. Eden Hazard đã ra đi, Kanté trở thành cầu thủ hay nhất của Chelsea. Sau giai đoạn chấn thương, Bradley đã lấy lại phong độ tốt ở mùa giải trước và thi đấu nổi bật trong trận chung kết Europa League. Khá nhiều chuyên gia tin rằng Lampard có thể giúp tiền vệ người Anh phát huy tiềm năng ghi bàn. Ở tuổi 25, Bradley chắc chắn sẽ biến mùa giải này thành của mình. Vồ hụt Cavani, Inter Milan xem mua Zapata. Cuộc chu lùng tiền đạo điên cuồng của Inter đã tiếp diễn với cái tên mới nhất lọt vào tầm ngắm là Duvan Zapata. Tiền đạo người Colombia này vừa trở thành mục tiêu sau khi phương án C của Antonio Conte là Edinson Cavani thất bại. Gọi Cavani là phương án C là bởi trước khi theo đuổi chân sút Cavani của PSG, Inter Milan đã thua đau trong hai thương vụ Romelu Lukaku từ Manchester United và Edin Dzeko từ Roma. Hôm qua, các báo thể thao lớn nhất của Italia đều loan tin Inter đưa tiền đạo 28 tuổi vào tầm ngắm. Họ có ngân sách 60 triệu euro cho vụ này và một lần nữa đặt hy vọng lớn vào cuộc đàm phán. Giới quan sát tại Italia cho rằng lẽ ra Inter phải coi Zapata là phương án A thay vì mù quáng lao vào hỏi mua Lukaku. Về phí chuyển nhượng, về lương, về kinh nghiệm chính chiến ở Serie A, về phong độ cũng như khả năng thích nghi với chiến thuật của Conte, Zapata đều trội hơn Lukaku. Zapata có giá 60 triệu euro, rẻ hơn 20 triệu euro so với chân sút người Bỉ. Anh đã có nhiều năm thi đấu ở Serie A, ghi được 28 bàn thắng sau 48 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Atalanta mùa trước. Anh cũng vừa thi đấu ấn tượng ở Copa America 2019 trong màu áo đội tuyển Colombia. Messi bị cấm thi đấu cho tuyển Argentina 3 tháng. Siêu sao Lionel Messi đã không thể đá thêm trận nào cho tuyển Argentina cho đến hết tháng 11 tới sau những phát ngôn đả kích Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ tại Copa America 2019. Ở Copa America 2019 vừa qua, Argentina của Messi đã bị loại tại bán kết sau trận thua 0-2 trước chủ nhà Brazil, đội sau đó lên ngôi vô địch. Bức xúc sau trận thua, tiền đạo thuộc biên chế Barcelona đã công khai công kích cáo buộc Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ tham nhũng và sắp xếp để Brazil thuộc đường vào chung kết. Trong trận tranh hạng 3, Messi thậm chí còn bị chốt quyền thi đấu từ sớm và sau đó lĩnh án phạt cấm thi đấu một trận kèm tiền phạt 1.500 USD từ Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ. Những tuyển mọi chuyện sẽ kết thúc êm thấm thì mới đây, Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ tiếp tục dành tặng Messi một án phạt bổ sung vì lộng ngôn. Cụ thể, siêu sao người Argentina bị cấm thi đấu cho đội tuyển quốc gia trong 3 tháng tới, đồng thời nộp phạt 50.000 USD tiền phạt. Guardiola đấu khổ với Klopp trước thềm competition. Pep Guardiola chia sẻ rằng ông rất phiền lòng khi huấn luyện viên của Liverpool Jurgen Klopp gọi Manchester City là xứ sở thần tiên trong kỳ chuyển nhượng. Cuối tuần này, Liverpool và Manchester City sẽ gặp nhau trong trận tranh competition và sức nóng của cuộc đụng độ này đã bắt đầu lan tỏa. Tiêu điểm là màn đấu khẩu giữa hai huấn luyện viên Pep Guardiola và Jurgen Klopp. Mới đây, Klopp nói rằng Liverpool không thể chi tiêu kiểu Manchester City được và Guardiola lập tức phản pháo. Những gì ông ấy nói làm tôi phiền lòng. Vì sự thật, chúng tôi không phải chi hàng trăm triệu mỗi kỳ chuyển nhượng, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết. Mùa trước, chúng tôi chỉ bỏ ra 17 triệu bảng cho một cầu thủ. Chúng tôi không thể chi 200 triệu bảng mỗi mùa, đó là thực tế. Các huấn luyện viên khác có thể nói gì tùy thích, nhưng tôi chỉ có thể nói là điều này hoàn toàn không đúng sự thật. Guerrera muốn thử sức tại Ngoại hạng Anh. Các tờ báo ở Italia đều cho hay tiền vệ của Juventus Sami Khedira đang xem xét tương lai của mình ở Torino sau khi thừa nhận muốn thử sức tại Ngoại hạng Anh. Arsenal và Wolverhampton được cho là đang quan tâm đến tiền vệ người Đức. Pháo thủ đang tìm kiếm những bản hợp đồng mới dù đã bỏ ra số tiền kỷ lục chuyển nhượng của họ để mang về tiền đạo Nicolas Pepe từ Lille. Trong khi đó, bầy cá Wolverhampton đã cần bổ sung đội hình bởi mùa giải tới họ sẽ thi đấu tại đấu trường châu Âu Europa League.
Tottenham sắp có chữ ký của Sergio. Theo tờ Daily Mail, các cuộc đàm phán giữa Tottenham và Fulham đang tiến triển tích cực, với việc gà trống đã đồng ý một khoản phí 30 triệu bảng dành cho Sergio. Cầu thủ 19 tuổi người Anh dự kiến sẽ hoàn tất thỏa thuận cá nhân và kiểm tra y tế tại Tottenham vào tuần tới. Real Madrid tính cho MU ngậm đắng trong vụ Bruno Fernandes. Theo tờ Mirror, cuộc đua giành chữ ký của Bruno Fernandes trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng 2019 đang diễn ra hấp dẫn, khi Real Madrid là câu lạc bộ mới nhất tham gia. Bekenken sẽ nhờ siêu cò Jorge Mendes để hỗ trợ trong việc nâng Fernandes từ MU. Mendes là người có mối thân tình với đại diện của Fernandes là Miguel Pinho. Từ những ngày đầu tiên ở phiên chợ hè 2019, Fernandes được đồn đoán cập bến Old Trafford. Sau đó, Tottenham gia nhập cuộc đua và sẵn sàng trả cho Sporting Lisbon 64 triệu bảng. Phía Sporting xác định chủ trương để Fernandes ra đi nếu nhận được mức giá ít nhất là 70 triệu bảng. Đó là lý do MU hay Tottenham chưa thể chốt vụ này. Ở mùa giải 2018-2019, Fernandes chơi thăng hoa trong màu áo Sporting với 53 lần ra sân, ghi được 32 bàn thắng và thực hiện 18 đường kiến tạo. Tiền vệ 24 tuổi công khai thể hiện muốn tìm bến đỗ mới để chinh phục những danh hiệu. Song chỉ ra đi nếu Sporting cho phép. Fernandes chơi sở trường ở vị trí tiền vệ lệch phải, là mẫu cầu thủ sáng tạo và sút xa tốt. Phẩm chất của Fernandes được đánh giá có thể bù vào khuyết điểm ở đội hình hiện tại của Real. Bekenken chưa xác định được ai là tiền đạo chơi lệch phải ở mùa tới khi Marco Asensio chấn thương nặng và nghỉ dài hạn. Trong khi đó, Galabe không thể nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Zidane. James nói chuyện trực tiếp với Zidane. Ngôi sao người Colombia, tiền vệ James Rodriguez chuẩn bị có cuộc gặp trực tiếp với huấn luyện viên Zidane trước khi đưa ra quyết định cho tương lai của mình. Như đã biết, hôm thứ hai đầu tuần, Real đã đưa ra một thông báo rằng họ muốn James Rodriguez tiếp tục chơi cho đội bóng, bất chấp Napoli và Atletico đang là hai câu lạc bộ muốn chiêu mộ James. Song lý do Real thông tin như thế là vì họ đang xem xét cả hai phía, thái độ của James và Napoli lẫn Atletico có thực sự nghiêm túc trong vụ theo đuổi James hay không. Sở dĩ Real Madrid là như thế bởi Napoli và Atletico Madrid đều không chịu mua James với giá đúng như con số họ đưa ra, thì họ vẫn còn giữ được James Rodriguez tận tâm với đội bóng sau hai mùa giải chơi cho Bayern Munich. Có một điều khiến cho fan của tiền vệ điển trai này lo lắng, đó là tuyên bố bất cần của Zidane nói về James. Tôi chẳng biết James Rodriguez có thi đấu cho Real Madrid một tới hay không. Tôi không quan tâm đến điều đó, Zidane phát biểu sau trận Real Madrid để thua Tottenham tại Audi Cup ở Munich hôm 30 tháng 7. Rõ ràng với phát biểu kiểu vắng mợ thì chợ Vân Đông của Zidane khi nhắc đến James Rodriguez, thì giả sử James có tiếp tục thi đấu cho Real Madrid một tới, chắc chắn ngôi sao người Colombia cũng rất khó được Zizou xem trọng như mong muốn của anh. Arsenal nhảy vào tranh Coutinho có lợi thế hơn cả Liverpool. Tin mới nhất từ nhà báo Rafael Hernandez, người chuyên đưa tin về Barcelona. Arsenal đã chính thức nhập cuộc tranh chữ ký Philippe Coutinho. Arsenal đang nỗ lực mượn Coutinho từ Barcelona. Thông tin khá bất thường, ban lãnh đạo hai đội đang trao đổi, hiện chưa có gì cụ thể. Arsenal đã có một kỳ chuyển nhượng thành công ngoài mong đợi. Họ đã đưa về hai tên tuổi là Dani Ceballos và Nicolas Pepe và tiếp tục muốn mua thêm sao lớn. Với kế hoạch tỉ mỉ và hợp lý, Arsenal cân đối được chi tiêu và hướng tới bổ sung hàng công lẫn tuyến phòng ngự. Tuần cuối cùng của kỳ chuyển nhượng chắc hẳn sẽ khiến cổ động viên pháo thủ đứng ngồi không yên. Nếu mượn được Coutinho, hàng công của Arsenal có thể mạnh nhất nhì Premier League, đủ sức so bì với cả Manchester City lẫn Liverpool. Mandzukic đồng ý gia nhập MU đầu tuần tới. Nguồn tin từ Italia xác nhận tiền đạo Mario Mandzukic đã hoàn tất vụ chuyển nhượng sang MU vào ngày 5 tháng 8. Song song với việc đổi Lukaku lấy Dybala, quan chức quỷ đỏ cũng thảo luận với Juventus về việc chuyển nhượng chân sút người Croatia Mario Mandzukic. Theo tờ Tuto Sport cho hay, Mandzukic sẽ đầu cuộc cho MU theo một bản hợp đồng riêng rẽ trị giá từ 10 đến 15 triệu bảng Anh. Giám đốc thể thao của Juventus Fabio Baldassi đang có mặt ở thành phố Manchester để đàm phán vụ Dybala và Lukaku. Đồng thời ông cũng thương thảo về trường hợp của Mandzukic với cả hai hợp đồng nhiều khả năng thông qua vào đầu tuần tới. Hồi đầu năm, MU từng hỏi mua Mandzukic nhưng sau đó tay sân bàn 33 tuổi quyết định ký gia hạn với bà đầm già thành Turin. Tuy lớn tuổi nhưng Mandzukic vẫn ra sân thường xuyên một trước, ghi được 9 bàn thắng và có 6 đường kiến tạo trong 23 lần ra sân tại Serie A.